Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thật Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay, nay cuối tuần hả? Nay cuối tuần nhậu nhậu đi Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. không? Mà tính ra thằng 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 Huy tính ra nó không tốt số đúng không Trung? Cuối cùng bây giờ nó được là gọi là được là ông cố nội của đám Ba Que, vậy là nó cũng tài chứ, tính ra thằng này có tài chứ Trung, đúng Quá không? tài luôn. À quên, em cũng xin phép luôn nè, em chào mấy anh em Ba Que xỏ lá, núp lùm, núp bụi, núp bờ nha. Cái câu chuyện mà cái sự kiện mà kỷ niệm 35 năm ngày thành lập cái Lido Sài Gòn, đúng không ạ? Đúng Cái rồi. Lido Sài Gòn thì 35 năm thì năm 2023, có nghĩa là một năm 1988, đúng không ạ? Thành lập. Thì cái điều đầu tiên ở đây thì rất rõ ràng là em đi theo ba cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất ấy, nếu mà nói thành lập cái Lido Sài Gòn này ấy, thì mục đích của các anh ngày đó là các anh sang bên đó là các anh chưa từ bỏ, kể cả đến bây giờ cũng thế thôi. Thì những người đặt nền móng cho thành lập cái Lido Sài Gòn thì nó có nhiều thành phần. Có những thành phần người ta sang đó thì người ta cũng tu chí làm ăn và người ta không quan tâm gì đến cái vấn đề mà chính trị chính em gì cả. Đấy, người ta sang người ta tập trung phát triển kinh tế, phát triển gia đình các kiểu thôi. Đấy, chứ người ta cũng không có nhu cầu là chính trị hay là có nhu cầu về quan quan điểm về cái thể chế chính trị ở Việt Nam. Nó rõ ràng là như thế. Để thành phần thứ hai thì là có nghĩa là chống đến lúc đến hơi thở cuối cùng, nhưng mà mới có hít vào nhưng mà chưa kịp thở ra thì thăng thiên gần hết rồi. Nên rõ ràng là như thế. Thế bây giờ nếu mà nói cái thành lập cái Lido Sài Gòn này thì có nhiều thành phần như vậy, nhưng mà nó nổi trội lên ở đây là gì? Cái bộ phận mà để tổ chức cái đám mà đứng ra tổ chức cho cái lễ 35 năm này thì nó lại là cái đám mà mang cái tư tưởng là chống cộng. Đấy, chống cộng sản Việt Nam. Đấy. Thì rất rõ ràng là nếu mà nói riêng về cái khía cạnh những thành phần chống cộng thì chúng ta có thể điểm qua một vài nhân vật có thể nói là có tuổi, đúng không? Có tên, có tuổi và thời gian là lâu dài, có nghĩa là ra rả chống cộng mấy chục năm nay. Trường Ví cây dụ như Ngô Kỷ này, Ngô Kỷ này, Phan Kỳ Nhơn này, đúng không? Ok nhớ. Rồi Nguyễn Hữu Chánh này, đúng không? Rồi ông nhiều lắm, không biết là nhiều. Nếu mà rồi ông gì tiên đấy nhỉ? Rồi nhiều lắm, chung quy là cái số mà gọi là lớn tuổi rồi mà vẫn mang tư duy chống cộng từ ngày đó Nguyễn cho Nhân đến Lạc, bây giờ cái gì là Lạc nữa, ấy. cái gì ông, cái gì Lạc Nguyễn Tấn Lạc, đúng không? Nguyễn Tấn Lạc Lạc đấy. Thì nó cái thành phần đó nó chiếm rất là nhiều thì cũng chả thấy mời nhỉ, em cũng chả thấy mời đến. Rồi hoặc thôi, là chứ đổ đình đổ đám như gì Đảng Minh Quân rồi đúng không Dung? đấy, Đào Minh Quân đấy, hoàng ít nhất nó hoàng đế mà không biết là hội này nó Đâu tổ chức nó đã xin phép hoàng đế chưa đấy, thì cũng chưa biết đấy. Thế này là cũng nhiều lắm, chung quy là chúng ta kể sơ sơ như vậy thôi. Thì chúng ta có thể thấy là cái đối tượng ở cái khía cạnh thứ nhất ấy là từ ngày sang đến giờ là chống cộng cho đến đây, đấy là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là có thể là những người ta sang đấy người ta tập trung phát triển kinh tế, người ta học hành tiếp tục, người ta phát triển thì có thể người ta làm bác sĩ, người ta làm luật sư, người ta làm nhiều ngành nghề khác, kỹ sư chẳng hạn đấy, thì người ta cũng cũng có một bộ phận để đó là một trong những bộ phận để cấu thành một cái xây dựng lên cái Lido Sài Gòn. Thế nhưng cũng không thấy đâu, mà em theo dõi cái nội dung này là em thấy đâu hình như còn có cái bà gì mà thấy bảo là tham gia mà để lên phát biểu 3 phút ấy là phải đóng mấy nghìn đô ấy. Đấy à. đấy, có nghĩa là tham gia cái lễ này và được lên phát biểu ở trên bục đó khoảng 3 phút gì đó thì phải đóng bao nhiêu nghìn đô gì đó. Thì nói thật mà nói thì nó giống như kiểu một cái trò hề. Thì rất rõ ràng là các anh tổ chức một cái sự kiện, nếu như các anh không bán vé, đúng không ạ, mà không có quyên góp không gì thì dĩ nhiên các anh chả có kinh phí các anh làm đấy. Bởi vì là các anh một tổ chức, nó là gì, nó là một tổ chức theo kiểu là gì, chia năm xẻ bảy đấy, có nghĩa là phe này với phe kia đấu đá với nhau đấy, nó gọi là đấu đá đấy, đúng không ạ? Nó triệt triệt hạ phe phái đấy, phe này đấu phe kia, nó rất rõ ràng là như vậy. Thì đó là cái khía cạnh thứ nhất là về khách mời đấy. Khía cạnh thứ hai nữa ở đây là chúng ta đi vào cái nội dung thứ hai là khi mà tặng giấy khen hay bằng khen hay cái gì đó thì em không biết. Thế nhưng ở đây cái khía cạnh này thì chúng ta phải, thứ nhất là các anh phải tham gia đóng góp trên khía cạnh nào. Khía cạnh của nhóm thứ nhất đó là có bề dày thành tích chống cộng, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Hay là khía cạnh thứ hai là mang tính chất nhân văn hơn, đó là các anh tôn vinh, các anh tặng giấy khen cho những người mà
có đóng góp cho cái sự phát triển của cộng đồng, ví dụ như là tích cực làm từ thiện, rồi đóng góp xây dựng phát triển xã hội, đi đô Sài Gòn vân vân và vân vân nữa, thì nó cũng không thấy đấy. Mà nên tặng ba cái giấy khen, hình như là cho cái gì, cái tay hai tay luật sư gì đấy là Trần Thái Văn với lại Nguyễn Quốc Lân, với tên thứ ba nữa là cái thằng cu mà Trương Quốc Huy đấy, là ba. Đến cái thành phần tặng giấy khen là mình đã thấy nó được cười rồi, đúng không ạ? Rồi cái khía cạnh trong cái giấy khen này nữa là cái giấy khen đấy nó có giá trị như thế nào. Ví dụ như là em nghĩ là nước Mỹ thì người ta cũng sẽ có những cái khen thưởng chứ, người ta cũng khen thưởng, đúng không? Nó là một hệ thống, đúng không ạ? Nó là một hệ thống từ trên xuống dưới mà theo quy chuẩn chung của quy định của nước Mỹ chẳng hạn. Ở Việt Nam chúng ta cũng thế thôi, ví dụ như hệ thống giấy khen, bằng khen hay cái gì đấy, nó theo một quy định chung từ trên xuống dưới và được nhà nước quy định rất rõ ràng, và cái đó nó có giá trị, nó có giá trị nhé, giá trị trên toàn quốc. Có nghĩa là gì? Các cơ quan đơn vị người ta tặng thưởng cho các cá nhân hay tổ chức gì đó thì dù là cái đó là ở đâu thì nó cũng đều có giá trị. Bởi vì sao? Bởi vì đó là theo quy định của nhà nước, và cái tổ chức cá nhân đó người ta áp vào quy định của nhà nước thì người ta đối chiếu quy định nhà nước ấy, thì người ta đạt ở cái mức độ A chẳng hạn thì tặng cái giải A, B thì tặng giải B, thì nó đều có giá trị cả. Thế nhưng ở bên này thì em không biết, ở bên Mỹ này thì không biết là ai là người ký tặng cái giấy khen đó thì em không biết, và cái giấy khen nó có giá trị như nào thì em cũng không hiểu. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà các ông mà tự in ra, các ông tự ký, các ông tặng nhau thì thích thì các ông tặng mấy chục cái là được, đúng không ạ? Quan trọng là các ông cũng có tiền mà in ra mà tặng hay không, chứ còn thích thì tặng bao nhiêu cái là được. Đấy là cái giá trị của cái giấy khen nó là như thế. Đấy là khía cạnh thứ hai. Khía cạnh thứ ba nữa là em tập trung vào cái thằng cu Trương Quốc Huy này. Bây giờ nói thì nói, đúng không ạ? Nếu mà nói bề dày thành tích, gọi là chúng ta cứ gọi là bề dày thành tích trong ngoặc kép ấy, là chống cộng, thì xin thưa là Trương Quốc Huy này nó thuộc dạng vào cái loại là trẻ con thôi. Tôm tép thôi, trẻ con thôi. Bởi vì sao? Bởi vì người ta có thời gian nha. Người ta có, thứ nhất người ta đánh giá về mặt thời gian, thứ hai nữa là cái độ mà gào ra mồm lên ấy, mà mặt dày, đúng không ạ? Không có tự trọng, có nghĩa là nên xuyên tạc nói lung tung cả. Có cũng nói mà không có cũng nói, mà thậm chí là có một phần thì nói thành 10 phần. Đấy. Không có thì nói thành 100 phần, ví dụ thế. Thì nó bao nhiêu năm nay nó diễn ra rồi. Đấy, chứ không phải là đến lượt thằng Trung Quốc Huy này nó mới diễn ra, mà nó diễn ra từ những năm 7, trước những năm 7 năm nó có rồi. Ví dụ như Đức Đầu Bạc thì ông sang Mỹ trước những năm 7 năm cả. Đúng không ạ? Ông sang trước mà, những năm 72, 73 gì đó, em nhớ là ông có chia sẻ đó. Ông sang trước rồi. Đấy, thì sau đó nữa là còn rất nhiều nữa. Trong đó là còn chưa kể là những ai tướng có, tá có, ngay kể cả ngày đó là ông Nguyễn Văn Thiệu nguyên tổng thống, đúng không? Rồi ông Nguyễn Cao Kỳ ấy, phó tổng thống, rồi nhiều lắm, rồi tướng có, rồi tá có, rồi đô đốc, rồi chuẩn đô đốc gì loạn xới hết cả lên, cũng rất là nhiều. Đấy là cũng sang đấy rất là lâu rồi. Đấy, rồi là gì? Sau này những thành phần mà mượn cái cơ hội mà khi mà cái lĩnh vực ở phía sau thì em không nói, nhưng mà khi mà bắt đầu mà Việt Nam chúng ta mà bắt đầu mở cửa phát triển kinh doanh đấy, phát triển hợp tác kinh tế quốc tế, thì Mỹ người ta cũng có đặt ra nhiều cái vấn đề để mà người ta gây áp lực cho chúng ta đấy, thì thường là người ta Mỹ hoặc các nước khác người ta hay nhặt rác về với nó, nhưng chính xác chúng ta đối với chúng ta là nhặt rác về với nó. Bởi sao? Bởi vì là những thành phần này nó là vi phạm pháp luật Việt Nam, nó đã bị xử lý theo quy định pháp luật, phải trả giá bằng những bản án, và sau khi có những kẻ thì đã chấp hành xong bản án, nhưng có những kẻ chưa chấp hành xong thì cũng đã được, đúng không ạ, được các cái quốc gia đó nó đưa về, và nó đưa về thì nó lụi tàn. Và nói rõ ràng là những thành phần này nó có trình độ hơn rất nhiều, với hơn thằng Trương Quốc Huy rất là nhiều nhá, mà nó còn có cái bề dày thành tích, nó chống phá, nó nói xấu đảng nhà nước chúng ta ở trong nước ấy, là còn nhiều hơn thằng Trương Quốc Huy rất nhiều. Chúng ta có thể kể ra một vài cái tên này, ví dụ như thằng Nguyễn Văn Đài, nó luật sư đồng hòa, đúng không? Luật sư đồng hòa nhé, đúng không ạ? Đấy, rõ ràng là như thế. Đấy, trình độ thì chắc chắn hơn thằng Huy rồi, thằng Huy nó mới học lớp 7 thôi, có khi còn chưa hết lớp 7 nữa. Rồi ai? Rồi Nấm Mốc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, có hơn không? Hơn quá ai chứ, đúng không ạ? Rồi Nga Phủ Lý hơn không? Quá hơn luôn. Hải Đức Vũ, Nga Phủ Vũ đó. Đấy, hơn không? Quá hơn luôn. Rồi là Nga Phủ Lý hơn không? Trần Thị Nga quá hơn luôn.
rồi ai nữa này, rồi hải điếu cây đúng không, hải điếu cây còn có gen tự mọc tay mà, gen thành sùng đó, hơn không? Hơn nhiều, có nghĩa là tất cả những cái người đó đó, nếu mà còn nhiều thành phần nữa, nếu mà so về cái vấn đề mà nó chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta ở trong nước á, thì nó hơn là Trương Quốc Huy rất nhiều, so về trình độ nó hơn Trương Quốc Huy rất nhiều, đấy, hơn rất nhiều. Và hiện nay bây giờ những cái thành phần này vẫn ra rả lên mạng nó chống phá nhà nước chúng ta, chứ không phải là không. Đấy, thế thì tại sao bây giờ đó là cái đợt trước thằng Nguyễn Văn Đài nó sang nó khai phóng đúng không ạ, nó mở khai dân trí cho cái đám chống nhà nước Việt Nam ở bên Mỹ đấy, thì nó không thành công bởi vì nó không vượt qua được cái cửa hải Trương Quốc Huy. Mà cửa hải Trương Quốc Huy đấy nó là gì, thằng Trương Quốc Huy là một trong những thằng là nghiện mọc đọc báo Đảng, đọc báo nhà nước Cộng sản Việt Nam, bởi vì những tin tức mà nó đưa ra đều dựa trên báo của Đảng Cộng sản Việt Nam viết ra, sau nó về nó xào xáo lại, nó thêm mắm thêm muối rồi nó bắt đầu là các kiểu ở trong đấy, bắt đầu nó ngồi, bắt đầu nó bẻ cong đi đúng không ạ, nó bẻ cong sự việc, nó dẫn dắt dư luận theo một cái chiều hướng khác, theo hướng tiêu cực theo ý của nó đấy, nó dắt mũi đúng không ạ, nói chính xác là nó dắt mũi, nó đeo khuyên vào mũi của nhiều thành phần nó dắt đi đấy, thì nếu nó mà nó được còn ngày nay nó đưa mặt giận dữ lên thì chung vậy. À không sao anh, để tí nữa này em sẽ chia sẻ sau. Thì cái riêng cái nội dung này á, thì chúng ta thấy về góc độ mà trình độ về trí tuệ đúng không ạ, về tầm hiểu biết thì chắc chắn là những cái đối tượng mà em vừa nêu tên á, là nó sẽ hơn hẳn Trương Quốc Huy. Đấy là góc khía cạnh thứ nhất. Về khía cạnh thứ hai thì những cái đối tượng này khi ở trong nước ấy, thì với cái việc mà nó chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta, thì ở nước ngoài những cái đối tượng ở nước ngoài đấy nó ca ngợi, nó tôn sưng, nó có thể nó bế những cái thành phần này lên đúng không ạ, đưa những cái thành phần này lên giống như kiểu là cha là mẹ, ví dụ như mẹ nấm đấy, rồi rồi bọn nó ra sân bay nó tặng hoa, nó ôm, nó chúc mừng, nó giống như kiểu nó đón mẹ nó trở về đấy. Chúng ta thấy những cái khung cảnh như thế nó rất là hoành tráng đúng không ạ, rất là hoành tráng đấy, thì là cái này là chúng ta thấy rất là rõ. Thế nhưng mà tại sao ngày hôm nay nó lại xoay quanh cái nhân vật Trương Quốc Huy, ngay kể cả Huy Đức nhá, Huy Đức là một trong những thành phần mà chống cộng ở nước ngoài ấy, nó từng lên trên không gian mạng nó khoe là nó đã từng đi gõ cửa từng dân biểu này, rồi nó đi rồi nó đến cả gì Quốc hội Mỹ này, rồi nó còn thành lập các cái hội gì mà cái gì sao trắng gì đó đấy, để mà nó chống phá nhà nước Việt Nam chúng ta đó, có nghĩa là nó cũng có nhiều lắm, nhưng mà tất cả những thành bây giờ đấy. Thế nhưng mà bây giờ tất cả đều nằm dưới chân của thằng trộm gà nghiện ma túy và học lớp 7 ở Việt Nam. Đấy, chúng ta thấy không, em chả biết là những thành phần kia nó cứ khen là ngày xưa là giáo dục khai phóng gì khai phèo thì em không biết, nhưng mà thằng Trương Quốc Huy nó học chỉ mới hết lớp 7 của Cộng sản Việt Nam thôi mà bây giờ nó thành ông cố nội của bọn này rồi, được chưa? Đấy, chúng ta thấy chưa, cái giá trị giáo dục nó nằm ở góc độ đấy đấy, nó mới chỉ học hết lớp 7 thôi, gọi là lớp 7 trường nàng đi, gọi là phọt phẹt rồi, nó biết viết, nó biết đọc thôi, nhưng mà nó cũng biết tính toán cộng trừ nhân chia vậy thôi. Chứ nếu mà để đi sâu vào góc độ chính trị thì chưa đến, chưa đủ trình độ mà nó đã làm được những cái việc như vậy. Đấy, biết đếm gà. Đó đấy. Đó đấy. Đấy chứ. Biết đếm gà đó, đếm bao nhiêu con. Biết đếm chứ, chắc chắn nó biết đếm, thậm chí nó biết nhìn cả số cân, số ký đấy. Cân đồng ký đồng hồ ấy, để khi nó đi bán gà nó còn biết là bao nhiêu con gà và nặng bao nhiêu ký chứ. Rồi nó cũng biết tính tiền là từ ký gà đó nhân với số tiền giá trị thị trường gà bao nhiêu một ký, nó cũng biết tính tiền để nó cầm tiền về chứ đùa đâu. Chung quy là nó những cái đấy thì nó cũng biết được. Đấy, đấy này. Ngày hôm nay thì tất cả đều nằm dưới chân của Trương Quốc Huy và tôn thờ Trương Quốc Huy, giống như kiểu ở bên nó có nữ thần tự do thì chắc là Trương Quốc Huy nó trở thành nam thần tự do rồi. Đấy, chúng ta thấy như vậy, mà rất rõ ràng là thằng Trương Quốc Huy này là nó không liên quan gì đến gốc gác cửa vàng nhá. Đúng nó rồi. Rõ quan điểm là nó không liên quan đến gốc gác cửa vàng. Thế bây giờ các ông lấy danh nghĩa là các ông đứng dưới lá cờ vàng đúng không, các ông chống phá nhà nước Việt Nam, thế là cớ sao rồi các ông phải đứng trên chính nghĩa quốc gia, chính nghĩa quốc gia rồi tổ quốc danh dự trách nhiệm gì mà các ông lại đứng dưới chân của một cái thằng nó chả liên quan mẹ gì những cái đấy, thì chúng ta cũng phải đặt câu hỏi ở đây. Rồi cái thứ ba nữa là em muốn nói đó là cái góc độ ở đây là chúng ta phải nhìn nhận đó là gì. Thực ra mà nói đó thì cái bộ phận nào bám được Trương Quốc Huy đó thì nó giống như kiểu nó là một hình thức quảng cáo thôi, bởi vì rất rõ ràng là ngày hôm nay là cái kênh N10 TV của Trương Quốc Huy đấy, thì cái thằng nghiện này thì nó lên nó cứ ba láp ba xạo ấy, thế nhưng mà
Bây giờ chưa nói cái vấn đề mà chúng ta như anh vừa phân tích ấy, chưa cần biết bao nhiêu khán giả trong nước, bao nhiêu khán giả ngoài nước ủng hộ nó. Thế nhưng vì mục đích nó kiếm phiếu là chúng ta có thể biết được là cái lượng lớn khán giả là nó nằm ở đâu, đúng không ạ? Đúng rồi. Nằm ở đâu? Đấy là còn chưa kể là các nước khác, các nước ở châu Âu khác, ví dụ thế, những cái thành phần mà nó chống cộng thì nó lên nó nghe cái thằng này nó mỉa mai rồi nó chê bai đất nước thì này thấy sướng, đó cùng quan điểm thì ấn đăng ký nó là chuyện bình thường. Thế nên là chúng ta chưa nói đến vấn đề đấy thì chúng ta có thể thấy được là gì, rõ ràng là cái phe gì đấy Mạnh Chí Mạnh Treo rồi đấy, đúng không ạ? Rồi là Nguyễn Quốc Đơn, rồi là Trần Thái Văn gì đó, tóm lại là ngày hôm nay là đi hàng bưng bô đấy, tôn anh Trương Quốc Huy nên là nam thần tự do. Để gì? Để khi nó lên trên các cái buổi live nói chuyện của nó đấy thì có thể là nó mời những cái ông này lên để các ông rồi nó hỏi những cái câu hỏi mà để cho các ông trả lời làm sao để nổi bật ông lên, đúng không? Đưa cái uy tín, đúng không? Lăng xê các ông lên, đưa cái uy tín của các ông lên để phục mục đích là gì? Để câu phiếu, giống như kiểu nó câu view câu like vậy thôi. Thì chúng ta thấy rất là rõ, và qua cái việc mà tổ chức 35 năm này thì nó lại không mời những cái người có quan điểm trái chiều, mà ở đây chúng ta thấy rất là rõ là gì, bọn anh Kỳ trước đây anh từng nói rồi, chúng ta ở hải ngoại đấy là chúng ta là cái gì, chúng ta có lực lượng rồi, chúng ta có đoàn kết, chúng ta có sức mạnh rồi, chúng ta có gì tùm lum hết, rồi gom tiền cho một anh rồi cuối cùng anh trốn luôn. Thế bây giờ ngày hôm nay nó cũng đi như vậy, thế là không mời, vì sao mời những cái người kia đến á thì nó lại là cái phe đối lập này, trái chiều với lại cái nhóm này, thì chắc chắn là nó sẽ làm loạn lên, đúng không ạ? Nó sẽ làm loạn lên, thế thì nó sẽ đưa cái buổi này đến một cái hướng khác, có nghĩa là nó đi chệch hướng so ban đầu của bọn nó, thì chắc chắn nó không mời, nó em thấy nó hợp lý thôi chứ không có gì cả. Thế bây giờ thử hỏi là các anh, bản thân các anh có một nhóm người ở bên đó thôi, các anh còn chưa bảo ban được nhau, chưa dạy bảo được nhau, bây giờ lại để cái thằng gọi là trẻ trâu nó đi dạy, đè đầu mấy thằng gọi là sắp xuống nỗ rồi đấy. Thì bây giờ rất rõ ràng, giống như kiểu câu nói của Quang Lâm nói rất là hay, đó là chúng ta đã nhìn thấy cái khung cảnh là gì, những người chống cộng là đi chống lại những người mà chống gậy đi chống cộng đấy. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ là ngày hôm nay là chia năm xẻ bảy ra, mỗi anh một phe một phái, và mục đích các anh là gì, lợi dụng cái xác ma Việt Nam Cộng Hòa và lợi dụng cái việc mà chống phá nhà nước Việt Nam, đồng một công đôi việc, vừa kiếm tiền của YouTube mà vừa kiếm được phiếu bầu, chứ ngoài ra các anh cũng chả có cái mục tiêu của các anh là chỉ để đạt cái phiếu bầu và các anh cai quản cái vùng đất Lido Sài Gòn của các anh thôi, chứ ngoài ra các anh cũng chả có mục tiêu lý tưởng nào cao cả hơn là cái mục đích cá nhân đó. Thế thử hỏi một nhóm các anh như vậy mà các anh còn chưa đoàn kết được, chưa bảo ban được nhau, đúng không? Thì các anh lấy cái kiểu gì mà các anh đòi về các anh làm lấy lại đất tổ không làm cổ chim hả? Nó rất là không, nghe nó rất là buồn cười, rất được cười, mà đến ngày hôm nay cái trò hề này nó vẫn diễn ra. Trò hề này nó vẫn diễn ra, mà ngoài cái trò hề nó diễn ra rồi thì nó còn một đám rồi này, nói bây giờ không biết nói bảo thiểu năng thì nó cũng đúng thôi, lại đi theo, nghe theo. Ôi trời ơi, nhiều thành phần lên bảo văn hóa Việt Nam Cộng Hòa khai phóng lắm. Rõ ràng là mình thì sinh năm khoảng 60-64 gì thôi, con thì học bây giờ là cũng là nào là tiến sĩ kỹ sư này ở bên các nước Anh Pháp Mỹ gì đó không biết. Thế mà sinh năm 64 mà đến năm 1975 chẳng hạn, đất nước giải phóng, thì các anh học nền văn hóa nào? Thế nhưng các anh cứ khen là văn hóa Việt Nam Cộng Hòa nó tuyệt vời lắm, nó khai phóng, nó văn minh, nó tiến bộ. Thế mà rồi khi mà anh đến năm 1975 thì anh đâu khoảng mười mấy tuổi, đúng không ạ? Cứ 6 năm với lại 7 năm là 10-11 tuổi. Thế thì chắc chắn là anh cũng phải 18-19 tuổi, 17 tuổi các anh mới lấy vợ, các anh sinh con. Thế con anh học ở giáo dục nào mà bây giờ các anh con các anh trở thành tiến sĩ, trở thành kỹ sư thì các anh lại khen Việt Nam Cộng Hòa. Cái điều đó em thấy rất là lạ lùng. Thế ngày hôm nay cũng vậy thôi, thì cũng không có gì là khó cả. Thế một cái nhân vật nó tra vơ chú báo ở đâu ấy, nó chả liên quan gì cả. Mục đích của nó cũng chỉ là gì? Là kiếm tiền thôi. Là cũng lấy danh nghĩa ấy, cơ bản. Thế nhiều nhà, nhiều người người ta đã phân tích rất là tỉ mỉ, người ta tìm những cái chứng cứ để người ta khẳng định Trương Quốc Huy nó có liên quan gì đến Việt Nam ngoài không, thì không có. Đấy, là không có. Và cái này đã được khẳng định rồi. Thế ngày hôm nay các anh mang tiếng là các anh nào là cái gì? Chính nghĩa quốc gia, nào là danh dự, tổ quốc danh dự trách nhiệm. Thế mà các anh lại đi theo cái thằng lớp 7 xong rồi lại chẳng liên quan gì các anh cả.
Thế là các anh nhận giặc làm cha lần thứ hai nữa à? Đúng không? Ngày xưa nhận lần thứ ba ấy. Ngày xưa nhận Pháp rồi, nhận Mỹ rồi, bây giờ nhận luôn chưa vui làm cha luôn à? Ô, thế kỳ lạ vậy. Thế thì bản thân các anh là một vì cái gì? Chả vì cái gì hết, vì mục đích của cá nhân các anh thôi. Để các anh đạt được cái mục đích, để các anh có những cái điều kiện các anh gọi là giống như kiểu là phát triển được về sự nghiệp của bản thân, rồi các anh kiếm tiền, các anh nuôi gia đình các anh thôi. Chứ nếu mà nói về cái mục đích này cũng kia nó khó lắm. Chưa kể là bây giờ các anh cứ bảo phục quốc với này cái gì, bản thân bây giờ những người mà người ta đã từng tham gia thực tế thì người ta cũng hẹo gần hết rồi. Mỗi lần diễu binh là càng ngày diễu binh diễu hành thì càng ngày càng ít đi, đúng không ạ? Càng ngày thì càng nhiều người ngồi xe lăn và chống gậy. Đấy, đi thì để nhìn như cái đám thất tha thất thểu đầu đường xó chợ. Thế thì bây giờ bản thân những cái thành phần này nó lại như thế thì anh bảo là nó lấy đâu cái mà mồm chúng nó hay rêu rao là tổ quốc anh giữ trách nhiệm, trong khi có một nhóm với nhau thôi. Đấy, chúng ta phải đặt lại ngược lại vấn đề đất nước chúng ta trước khi trước 30/4 trước 29 năm 1945 thì cũng có rất nhiều các cái đảng phái, đúng không ạ, hội đoàn các kiểu. Thế nhưng người ta đã bỏ qua hết những cái mà từ cái riêng tư của người ta để người ta gộp lại thành một tổ chức thống nhất, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, để cùng với người dân Việt Nam. Có nghĩa là người ta bỏ qua hết những cái định kiến, những cái mâu thuẫn, những cái đã có trước đó để người ta tập hợp lại vì một cái chung. Thế là người ta gọi là gì? Đồng chí đồng đội. Thế bây giờ mấy thành phần ở bên kia có nhóm người thôi, chia năm xẻ bảy, xong bắt đầu cứ hở cái ra đường đi chửi nhau như cái đám gọi là côn đồ. Đấy thì nó lại gọi là văn minh, đúng không ạ? Đấy nó gọi là văn minh. Thế nhưng mà ở Việt Nam chúng ta hở ra tí nó bảo trời sao này kém văn minh thế, sao nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thế này nó, đúng không ạ? Mà trong khi đó bản thân khi mà vào trong các cái diễn đàn comment vậy thôi, lời đầu tiên đó là chửi bới anh em, đời đầu tiên đó là thỏa mãn lãnh đạo rồi. Đó nó đâu phải là thể hiện cái văn minh. Ngay kể cả các anh biết nó hở ra là gì, như vừa rồi ông cái gì đấy, luật sư Nguyễn Quốc Lân ấy, nói có mỗi một câu thôi mà thể hiện quan điểm cá nhân thôi, nó tự do ngôn luận, nó nhảy vào nó cấu xé như kiểu nó một cái đám, em không hiểu nó là cái, không thể giải thích nó là cái đám gì đó. Mà rõ ràng là đi rất là lâu rồi, học hỏi rất là nhiều thứ, rất là văn minh. Thế là qua ngày hôm nay em chia sẻ thì nó có mấy cái nội dung như vậy, và tóm lại thì cái chiêu này của bọn nó thì không mới, nó không mới, nó vẫn là gì câu view câu like kiếm phiếu các kiểu thôi, nó vì một cái nhóm 3-4 thằng với nhau vậy thôi đấy. Chứ nó ngoài ra nó cũng chả vì cả cộng đồng, hay là cũng chả vì cái Lido Sài Gòn, mà cũng chả vì phải vì cộng đồng người Việt ở nước Mỹ, nó chả vì cái gì cả. Nó thẳng quan điểm, em nhìn nhận nó rất rõ ràng là như thế, và cái bây giờ cái bộ mặt nó phơi bày ra như vậy rồi, chứ nó không phải là mình tự vẽ ra. Nó sự kiện nó diễn ra nó là như thế thì chúng ta phải nhìn nhận. Thì qua đó thì cũng bọn em cũng chả cần khuyên những anh mà đã từng theo phe này chứ cũng quy là cái thứ của các anh thay đổi đâu. Các anh thích thì các anh cứ theo, còn đến khi ấy, các anh phải trả giá thì các anh nên tự trách bản thân mình, tên trách kỷ hậu trách nhân, chứ không phải là bây giờ các anh hở ra các anh làm ăn không được các anh cũng đổ lỗi cho nhà nước, đúng không ạ? Đi thi làm không nên cũng đổ lỗi cho cơ quan quản lý nhà nước, rồi các kiểu chung quy bây giờ hở ra cái là cái gì được các anh đổ nhà nước. Cái đó phải xem lại bản thân mình trước đã. Đi tham gia giao thông cũng vậy, đúng không? Đèn đỏ người ta quy định thôi, đèn đỏ dừng lại các anh vượt đèn đỏ bị phạt các anh cũng chửi, đấy, đúng không ạ? Mà các anh gây ra tai nạn rồi các anh cũng chửi, tại sao lại cơ quan quản lý nhà nước không thế này thế nọ, cái gì các anh mở mồm ra các anh đổ hết cho nhà nước. Cái đó phải xem lại về góc độ tư duy nhá. Các anh có vì cái điều kiện gì đi chăng nữa thì các anh phải xem xét lại bản thân mình trước đã, xem mình đã được chưa, thì lúc đó mình mới quay lại mình phân tích những cái mà nó còn chưa phù hợp, và sau đó các anh đưa ra giải pháp thì nghe nó hợp lý hơn. Thì ngày hôm nay em có chia sẻ mấy cái nội dung như vậy, thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và cô chú anh chị đã lắng nghe. Cảm ơn Dung rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã vào tham gia, và xin chào tạm biệt mọi người.